Và sau đây là những phần tin liên quan đến Á Châu thưa quý vị. Có 40 triệu người ở tại vùng Trung Đông có nguy cơ đối mặt với nạn đói trong tháng lễ Ramadan. Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hiệp Quốc cho biết là vùng Trung Đông đã bắt đầu tháng lễ Ramadan vào giữa lúc mà khu vực đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng lương thực tồi tệ nhất trong những năm gần đây. Tổ chức này đồng thời cảnh báo các nguồn viện trợ ngày càng sụt giảm đã ảnh hưởng đến nỗ lực xoa dịu khủng hoảng lương thực. Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hiệp Quốc nêu rõ, 40 triệu trong tổng số 400 triệu người ở Trung Đông đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực trầm trọng. 11 triệu người trong số đó không thể bảo đảm có đủ lương thực hàng ngày cho gia đình. Trong nhiều tháng qua, giải Gaza nhận được chưa đến một nửa nguồn cung cấp lương thực cần thiết. Lạm phát cao ở các quốc gia như là Liban, Ai Cập và Iran, cũng như là hậu quả của các cuộc xung đột ở Syria và Yemen, cùng với những cuộc chiến vẫn tiếp diễn ở giải Gaza và Sudan, đã phá hủy đi sự ổn định gần đây của giá lương thực trên toàn cầu. Giá lương thực và nhiên liệu đã tăng cao kể từ cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine bùng nổ và giữa lúc nền kinh tế toàn cầu đang dần phục hồi sau đại dịch. Cả hai nước này đều là những nước xuất cả ngũ cốc chủ chốt ở trên thế giới. Giám đốc khu vực Trung Đông, Bắc Phi và Đông Âu của chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hiệp Quốc, bà Corinne Fletcher, đánh giá rằng tháng lễ chay Ramadan đã trở thành gánh nặng đối với hàng triệu người ở Trung Đông, khi họ phải đối mặt với giá lương thực cao, trong khi thu nhập thì vẫn bấp bênh có tới gần 40% số người cao niên tại Nam Hàn bị rơi vào cảnh nghèo khó. Theo báo cáo của Bộ Y tế Phúc lợi và thống kê của Nam Hàn, trong năm 2022, tỷ lệ nghèo khó ở những người từ 65 tuổi trở lên là 38.1%, tức là tăng 0.5% so với năm 2021. Mức nghèo tương đối ở Nam Hàn được định nghĩa là có lợi tức dưới 50% lợi tức trung bình của những người lao động con số này ở phụ nữ từ 65 tuổi trở lên là 43.4%, còn ở nam giới là 31.2%. Tỷ lệ này đã giảm dần qua nhiều năm. Trong năm 2020, tỷ lệ nghèo khó lần đầu tiên giảm xuống dưới 40%, còn lại là 38.9% và sau đó tiếp tục giảm còn 37.6% trong năm 2021 thế nhưng đã tăng lên tới 38.1% vào năm 2022, làm dấy lên không ít mối lo ngại. Theo số liệu mới nhất thì tỷ lệ nghèo khó tương đối ở những người lớn tuổi cao hơn nhiều so với tỷ lệ này tính trên toàn bộ dân số của cả nước là 14.9% hoặc 10% ở những người trong độ tuổi từ 18 tới 65. Còn ở những người từ 66 tuổi trở lên thì tỷ lệ nghèo khó tương đối ở mức 40.4% vào năm 2020 tức là cao hơn nhiều so với mức trung bình của các quốc gia phát triển khác là 14.2%. Tỷ lệ nghèo khó ở những người lớn tuổi tại Nam Hàn đang làm gia tăng mối lo ngại về các vấn đề liên quan, thí dụ như khả năng tiếp nhận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe bị giảm sút. Nhiều người lớn tuổi tại Nam Hàn không thể tìm được việc làm. Nhiều người sống cô đơn không được con cái chăm sóc. Công ty Trung Quốc cho xây dựng sân bay lớn nhất của Campuchia trị giá là 1.5 tỷ Mỹ Kim, Thủ tướng Campuchia là Hun Manet vừa có chuyến thị sát công trường dự án sân bay quốc tế mang tên là Techco ở tỉnh Kandan, cách nông Penh khoảng 20 cây số. Được đầu tư bởi công ty đầu tư sân bay Campuchia. Sân bay trị giá 1.5 tỷ Mỹ Kim này do công ty công trình số 3 của Trung Quốc xây dựng ở trên tổng diện tích là 2.600 ha. Sân bay quốc tế Teco là sân bay thuộc về cấp 4F, tức là cấp cao nhất trên thế giới. Bắt đầu được xây dựng vào tháng 6 năm 2020, sau khi hoàn thành thì sân bay này có thể tiếp nhận những chuyến bay xuyên lục địa đường dài, cho phép đón những máy bay khổng lồ như là Airbus A380-800 hoặc là Boeing 747-800. Theo báo Khmer Times, công ty đầu tư có tham vọng phát triển sân bay này trở thành sân bay lớn nhất và hiện đại nhất của vùng Á Châu. Nhà lãnh đạo Campuchia cho biết sân bay quốc tế Teco là biểu tượng của hòa bình và phát triển ở Campuchia. Thông tin cho đến nay cho biết là còn đã có khoảng 961 triệu Mỹ Kim đã được sử dụng cho dự án này. Dự án này đã dùng gần 3.500 kỹ sư, nhân viên kỹ thuật ở tại chỗ, bao gồm có lao động Campuchia và Trung Quốc. Ông Humanet khen ngợi họ đã hợp tác cùng nhau để phát triển sân bay này, biểu tượng cho sự phát triển nhanh chóng của Campuchia với sự hỗ trợ của Trung Quốc. Tin đến từ Bangkok cho hay, Ủy ban bầu cử của Thái Lan đề nghị tòa án giải thể một chính đảng từng thắng cử vào năm 2023. Ủy ban bầu cử của Thái Lan vào ngày 12 tháng 3 thông báo họ sẽ đề nghị tòa án hiến pháp giải thể đảng tiến lên là lực lượng chính trị đã giành được nhiều ghế tại quốc hội nhất trong cuộc bầu cử hồi năm ngoái vì đảng này có chiến dịch vận động cải cách luật chống phỉ bán hoàng gia. Trong cuộc bầu cử hồi tháng 5 năm ngoái, đảng tiến lên đã giành được nhiều phiếu bầu nhất với lời hứa sẽ cải cách quân đội, độc quyền kinh doanh và sửa đổi luật chống phỉ bán hoàng gia Thái Lan. Tuy nhiên, đảng này không thể thành lập chính phủ và trở thành phe đối lập sau khi đảng Phil Thai liên kết với nhiều đảng khác thiết lập một chính phủ liên hiệp. Lãnh đạo của đảng tiến lên khi đó là ông Pita Limaruana cũng không thể trở thành thủ tướng của Thái Lan. Hồi tháng 1 vừa qua, Tòa án Hiến pháp đã ra phán quyết cho rằng lời cam kết của đảng tiến lên về việc nới lỏng luật chống phỉ bán hoàng gia là vi phạm hiến pháp, là hành động nhằm lật đổ nền quân chủ của đất nước Thái Lan tòa án đã ra lệnh đảng tiến lên phải chấm dứt mọi quyết tâm cải cách luật này. Hồi năm 2020, đảng tương lai mới được coi là tiền thân của đảng tiến lên cũng đã bị giải thể vì các vấn đề tài chánh. Tổng thống Nam Hàn thúc giục nhanh chóng thực hiện những cải cách y tế. Theo Yoon Hap, Tổng thống Nam Hàn là ông Yoon Suk Yeol đã yêu kêu gọi phải thực hiện nhanh chóng những cải cách về y tế của chính phủ, bao gồm có cả việc gia tăng số lượng sinh viên của trường y trong bối cảnh các cuộc đình công của các bác sĩ thực tập trên toàn quốc vẫn đang tiếp diễn. Phát ngôn viên của Tổng thống cho biết, Tổng thống Joe đã đưa ra lời kêu gọi trên ở tại một cuộc gặp với các cố vấn cấp cao. Trong 3 tuần qua, có hơn 90% trong tổng số 13.000 bác sĩ thực tập trên cả nước đã nghỉ việc dưới hình thức từ trước hàng loạt để phản đối về quyết định của chính phủ gia tăng chỉ tiêu tuyển sinh ở các trường y lên đến là 2.000, bắt đầu từ năm học tới để nhằm giải quyết tình trạng thiếu y bác sĩ. Trước đó, các giáo sư trường y ở tại Đại học Quốc gia Hán Thành đã quyết định nộp đơn từ trước hàng loạt vào tuần tới nếu như chính phủ không đưa ra được bước đột phá hợp lý trong cuộc đình công kéo dài của các bác sĩ tập sự. Các giáo sư y khoa thuộc về Đại học Catholic Nam Hàn cũng cảnh báo là sẽ tiếp tục đình chỉ những ca phẫu thuật và giảm hoạt động điều trị cho cả bệnh nhân nội trú và ngoại trú. Phản ứng về việc này, một giới chức khác của văn phòng tổng thống cảnh báo chính phủ sẽ phản ứng nghiêm khắc đối với những giáo sư và các trường y nào xin từ chức. Sang qua Trung Cộng, loại máy bay không người lái siêu thanh mới do Trung Cộng chế tạo đã chứng minh được sự vượt trội so với máy bay chiến đấu F-22 của Hoa Kỳ về hiệu suất khí động học. Theo South China Morning Post, thì máy bay không người lái siêu thanh mới của Trung Cộng có tỷ lệ lực nâng, lực cản là 8.4 trong chuyến bay cận âm. Mặc dù loại máy bay này không quá cao nhưng đã ngang bằng với F-22 Raptor là máy bay chiến đấu tiên tiến nhất của quân đội Hoa Kỳ. Tỷ lệ lực nâng lực cản tức là lift to drag ratio là một thông số quan trọng để đo lường hiệu suất khí động học. Giá trị này càng cao cho thấy khả năng chống lại lực hấp dẫn của máy bay càng lớn, giúp máy bay bay được quãng đường xa hơn. Gần 20 năm sau khi được giới thiệu, công nghệ tạo nên chiến đấu cơ F22 Raptor của Hoa Kỳ vẫn còn là một bí mật Ông William O'Shaughnessy là kỹ sư hàng không vũ trụ cao cấp của cơ quan hàng không liên bang Hoa Kỳ cho biết như sau, máy bay F-22 có thể đạt được tỷ lệ lực nâng, lực cản tối đa là 8.4. Tuy nhiên, máy bay càng bay nhanh thì lực cản gặp phải càng lớn. Ở tốc độ gấp 1.5 lần vận tốc âm thanh thì tỷ lệ lực nâng, lực cản của chiến đấu cơ F-22 của Hoa Kỳ giảm xuống chỉ còn khoảng 4.0. Trong khi đó, máy bay không người lái siêu thanh mới của Trung Cộng có thể duy trì tỷ lệ lực nâng, lực cản cao hơn 4, ngay cả khi nó bay với tốc độ gấp 6 lần vận tốc của âm thanh, cho thấy hiệu quả khí động học vượt trội so với chiến đấu cơ F-22 của Hoa Kỳ. Nhật Bản vẫn còn đang phân tích về ảnh hưởng của việc xả nước thải bị nhiễm xạ ra biển. Chánh văn phòng đội các Nhật Bản là ông Hayashi cho biết họ đang tiếp tục hợp tác chặt chẽ với cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế cho đến khi nào xả hết giọt nước cuối cùng. Theo tin từ Kyoto, Chánh văn phòng đội các Hayashi và Tổng giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế là ông Rafael Grossi hôm qua đã đồng ý tiếp tục hợp tác để phân tích về ảnh hưởng của nước thải bị nhiễm phóng xạ được làm sạch từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima đã ngừng hoạt động. Ông Grossi đang thực hiện chuyến thăm Nhật Bản đầu tiên kể từ khi việc xả nước thải ra biển bắt đầu diễn ra vào tháng 8 năm ngoái. Trong bối cảnh Trung Quốc vẫn tiếp tục chỉ trích Nhật Bản về việc xả nước bị ô nhiễm nguyên tử từ khu liên hợp nguyên tử Fukushima Daiichi ra biển. Tháng 7 năm ngoái, cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế đã đệ trình một báo cáo kết luận rằng việc xả nước thải này phù hợp với các tiêu chuẩn an toàn toàn cầu và việc xả nước sẽ có ảnh hưởng không đáng kể đến con người và môi trường. Tháng 3 năm 2011, Nhật Bản phải hứng chịu một thảm họa kép, đó là động đất và sóng thần, khiến cho nhà máy Fukushima Daiichi bị ảnh hưởng nặng nề. Công ty điện lực Tokyo là đơn vị điều hành nhà máy điện này, phải làm sạch hàng trăm bể chứa đến 1.34 triệu tấn nước bị ô nhiễm dùng để làm mát các lò phản ứng. Khi không còn đất để xây bể chứa, từ năm 2021, giới chức Nhật Bản bắt đầu lên kế hoạch xả dần nước bị nhiễm phóng xạ đã qua làm sạch xuống biển.